Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều tấm lòng thiện nguyện tiếp sức sĩ tử. Gia Lai thành lập các tổ truy quét cơ động ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép. Cháy nổ dữ dội trong đêm tại khu vực cảng Sài Gòn. Nguy hiểm khôn lường khi phụ huynh chủ quan sử dụng xe tập đi cho trẻ. Thưa quý vị, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, có nhiều tổ chức thiện nguyện cùng các cơ sở đoàn đã tổ chức phục vụ thức ăn, nước uống miễn phí cho các em thí sinh, qua đó tạo thêm động lực để các sĩ tử làm bài thi tốt hơn, ghi nhận tại Quảng Ngãi. Ngay từ sáng sớm, các đội hình tình nguyện, các tổ chức thiện nguyện tại tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại các điểm thi để hỗ trợ các sĩ tử. Ngoài việc tiếp tục hướng dẫn các thí sinh đến phòng thi, các đội hình còn tổ chức phát sữa và nước uống miễn phí cho các bạn học sinh. Có thể nói, hàng ngàn chai nước, hàng ngàn hộp sữa, phần cơm và những ổ bánh mì được tặng miễn phí cho các sĩ tử đã tạo ấn tượng sâu đậm với các bạn. Từ đó tiếp thêm động lực, thể hiện sự sẻ chia những khó khăn vất vả của các thí sinh trong kỳ thi cam go này. Thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc chạy thận tại Hòa Bình khiến 8 người tử vong. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 6, Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan. Ba đối tượng bị bắt tạm giam là Bùi Mạnh Quốc, sinh năm 1986, trú Bắc Ninh, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý nước Tâm Anh về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Trần Văn Sơn, sinh năm 1990, trú Hòa Bình, là cán bộ phòng vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hoàng Công Lương, sinh năm 1986, trú Hà Nội, là bác sĩ khoa hồi sức tích cực, đơn nguyên thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình về tội vi phạm quy định về chữa bệnh. Trước đó, ngày 29 tháng 5, đã xảy ra sự cố y khoa tại khoa điều trị tích cực đơn nguyên thận nhân tạo thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tính đến ngày 22 tháng 6 năm 2017, có tổng số 8 nạn nhân đã tử vong. Tiếp theo là thông tin trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp bị hóc xương cá, bệnh nhân ho khạc mạnh nhưng dị vật không bắn ra ngoài mà còn chui sâu hơn vào phổi, nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân là nam giới 52 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, bị hóc xương cá 10 ngày trước. Bệnh nhân ho khạc mạnh nhưng dị vật không bắn ra ngoài mà còn chui sâu vào phổi, khiến khó thở, tức ngực. Bệnh nhân được bác sĩ tiến hành nội soi lấy dị vật khi vùng phổi bị tổn thương đã có dấu hiệu phù nề. Nếu để lâu, dị vật gây nhiễm trùng trung thất, tính mạng người bệnh sẽ bị đe dọa. Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trẻ nhỏ và người trung niên là những trường hợp dễ hóc xương cá. Để tránh bị nạn, khi ăn nên nhai kỹ, tránh việc đùa giỡn. Khi hóc xương cần đến các cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời, không nên tự điều trị. Nối tiếp chương trình là thông tin cảnh báo về thẩm mỹ làm đẹp. Thưa quý vị, đi cùng trào lưu xăm hình thì việc xóa hình xăm cũng là nhu cầu cấp thiết không kém. Và để phục vụ nhu cầu đó, đã có không ít các cách xóa xăm ra đời. Tuy nhiên, việc xóa hình xăm không đúng cách có thể để lại những hậu quả và di chứng khôn lường. Một trong số đó là vết sẹo lồi vĩnh viễn trên cơ thể. Theo các chuyên gia, hiện nay các phương pháp thông thường như nguyên liệu tự nhiên, thuốc bôi, đá mài cũng không thể loại bỏ hoàn toàn được mật xăm đã bám chắc vào da. Trong khi đó, các loại axit hay thuốc xóa xăm trôi nổi trên thị trường đều chứa nhiều hóa chất độc hại và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều này sẽ khiến cho da bị bỏng, tổn thương, dị ứng, thậm chí là ung thư da. Nhiều trường hợp phải lao đao tìm cách khắc phục hậu quả sau khi xóa xăm và để lại vết sẹo lớn trên cơ thể. Dù cách nào đó đi thì nó cũng có phải để lại một cái tổn thương nhất định trên da. Với những cái phương pháp hiện đại thì người ta là cái tổn thương nó thấp thôi. Còn với những cái phương pháp mà mình làm cơ học, mình làm không tốt thì nó sẽ tổn thương cái da nhiều hơn và đương nhiên để lại cái sẹo nhiều hơn và cái tai biến chứng nhiều hơn. Việc xóa xăm ít nhiều đều có thể gây tổn hại cho vùng da tác động. Tuy nhiên, nếu muốn xóa xăm, chúng ta nên đến các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và lựa chọn phương pháp phù hợp, hạn chế tối đa nhất biến chứng gặp phải trên cơ thể. Các bác sĩ cũng khuyến cáo tuyệt đối không nên tự xóa xăm tại nhà theo các hướng dẫn trên mạng xã hội, tránh nguy cơ nhiễm trùng gây hoại tử da. Thưa quý vị, các bác sĩ cũng khuyến cáo tuyệt đối không nên tự ý xóa hình xăm tại nhà theo các hướng dẫn trên mạng xã hội để tránh nguy cơ nhiễm trùng gây hoại tử da. Chuyển sang các thông tin dân sinh đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, giải thể nhiều điểm chốt chặn không hiệu quả, chuyển sang thành lập các tổ truy quét cơ động, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và ban ngành chức năng. Đây là phương án mới mà huyện Man Giang, tỉnh Gia Lai đưa ra nhằm ngăn chặn dứt điểm tình trạng khai thác cát sỏi trái phép. Vấn đề nóng đã tồn tại dai dẳng tại địa phương này.
Theo đó, chính quyền các địa phương đã thành lập các tổ kiểm tra cơ động phối hợp cùng với phòng tài nguyên môi trường, đội cảnh sát hình sự kinh tế môi trường thuộc công an huyện Mang Giang, đội quản lý thị trường số 7 theo dõi nắm bắt tình hình 24/24 giờ, kịp thời tổ chức các đợt truy quét bất ngờ, xử lý những trường hợp khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép. Giải pháp này nhằm khắc phục những điểm hạn chế từ phương án thành lập các điểm chốt chặn trước đây, góp phần nhanh chóng chấm dứt tình trạng một số cá nhân lợi dụng việc mua bán khoáng sản của các đơn vị đã được cấp phép để khai thác vận chuyển cát sỏi trái phép, gây khó khăn cho công tác quản lý tại địa phương. Thưa quý vị, từ hơn một năm nay, người dân xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa rất bức xúc trước việc một trạm cấp nước sạch được tỉnh đầu tư xây dựng bài bản, song lại cung cấp nguồn nước cạn, phèn cho người dân sử dụng. Phóng viên chương trình đã có những ghi nhận tại đây. Được biết, tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư xây dựng cho xã Sông Cầu một trạm cấp nước sạch với đầy đủ các hệ thống bơm và lọc nước có quy mô bề thế. Theo cơ chế vận hành thì nước sẽ được trạm bơm lên từ sông cầu, sau đó qua hệ thống lọc để cung cấp cho dân bằng hệ thống đường ống dẫn đến từng nhà dân. Thế nhưng, từ hơn một năm nay, khi trạm cấp nước đưa vào hoạt động thì nguồn nước cấp cho dân lại không sạch, rất đục và có nhiều cặn phèn. Dù phải trả tiền hàng tháng từ 2-4.000 đồng cho một mét khối nước lọc, nhiều hộ lại phải mua thêm nước bình để sinh hoạt. Cái nước nó bơm thì nó đục lắm, ăn suối sao thì nó dễ dàng, coi như thấy người dân phải đi mua nước uống chứ còn nước nó uống không được. Trước những bức xúc của hàng trăm hộ dân ở đây, trước một ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa sớm cho khảo sát và tìm nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Thưa quý vị, mới đây tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã ký kết hợp tác liên kết sản xuất tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn. Nhiều doanh nghiệp và chuỗi cửa hàng siêu thị tại Đà Nẵng đã ký hợp đồng tiêu thụ nông sản sạch của doanh nghiệp và làng nghề truyền thống của Quảng Nam. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai các chuỗi sản phẩm an toàn đối với thịt lợn, thịt gà, trứng gà, tôm, nước mắm và rau. Tuy nhiên, Quảng Nam hiện gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm sạch. Đồng thời, người tiêu dùng còn thiếu thông tin về sản phẩm an toàn và chưa biết cách nhận diện được sản phẩm an toàn. Sau khi thảo luận, hai địa phương đã thống nhất thỏa thuận hợp tác về sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn giai đoạn 2017-2020 nhằm phát huy lợi thế mỗi địa phương theo xu thế hội nhập và cùng nhau phát triển. 7 doanh nghiệp của hai địa phương cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác về cung ứng và tiêu thụ nông sản sạch của tỉnh Quảng Nam. Trong đó, các doanh nghiệp sản xuất nông sản an toàn của tỉnh Quảng Nam cam kết cung cấp sản phẩm sạch, an toàn chất lượng cho thị trường Đà Nẵng. Còn tại Ninh Thuận, thưa quý vị, đây được xem là thủ phủ của loài dê, cừu với tổng đàn lên đến khoảng 150.000 con. Nhờ những trang trại nuôi dê cừu có quy mô từ 300 cho đến 500 con, nhiều hộ dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống. Hiện nay, đàn cừu của gia đình ông Miên ở thôn An Hòa, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải phát triển gần 200 con, bình quân một năm thu nhập trên 100 triệu đồng. Nuôi cừu nuôi dê là phải chăm sóc cho kỹ chứ không có sợ mạn án gì hết. Mình phải là cám đựng thêm, cái gì là thuốc men và đầy đủ là không có gì là lỗ hết. Cơ sở kinh doanh dê cừu Triệu Tính trung bình hàng ngày cung cấp cho người tiêu dùng hơn 1.200 kg thịt cừu. Thời gian qua, nhờ tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh quảng bá thương hiệu nên người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin tưởng sử dụng. Được Sở Khoa học hỗ trợ cho về cái thương hiệu về dê với về cừu, chỉ dẫn địa lý cho cừu của Ninh Thuận. Thì từ ngày mà được hỗ trợ cái thương hiệu thì cũng được nhiều khách hàng người ta điện đến hỏi thăm. Hiện nay, giá thịt cừu hơi là 100.000 đồng 1 kg, giá thịt cừu thương phẩm dao động từ 190.000 đồng đến 300.000 đồng 1 kg, tăng gấp 10 lần so với thời điểm này năm trước. Giá thị trường thịt cừu tăng đã mang lại lợi nhuận cao và thu nhập ổn định cho các hộ chăn nuôi. Phần cuối của tiểu mục An sinh xã hội hôm nay là thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đã chính thức công nhận thêm 7 di sản là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các di sản văn hóa phi vật thể được công nhận đợt này thuộc 3 loại hình: lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng, thuộc địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Hà Nam, Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Thanh Hóa. Cụ thể là lễ hội Nàng Hai của người Tày, xã Tiên Thành, huyện Phục Hòa, Cao Bằng; lễ hội đền Lãnh Giang, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, Hà Nam; lễ hội đền Chiêu Trưng, xã Thạch Bàn, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà; xã Mai Phụ, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh; lễ hội KT của người Chăm ở Ninh Thuận; nghệ thuật làm gốm của người Chăm làng Bào Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận; lễ hội trò chiền ở xã Yên Ninh, huyện Yên Định, Thanh Hóa; lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông kim chiên bọt mậy của người Thái ở xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Như vậy, tính đến nay, cả nước có 221 di sản văn hóa phi vật thể đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chuyển sang phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thưa quý vị, khoảng gần 23 giờ đêm ngày 22 tháng 6, tại khu vực cảng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ phát ra từ một kho chứa hàng. Ngay trong đêm, nhiều lực lượng đã được huy động để khống chế vụ cháy, ngăn không cho để cháy lan, đồng thời di tản dân để đảm bảo an toàn. Đến 2 giờ sáng ngày 23 tháng 6, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, hàng ngàn mét vuông kho hàng đã bị thiêu rụi. Gần 23 giờ đêm 22 tháng 6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn tại kho chứa thạch cao, nhu yếu phẩm của một công ty nằm gần giao lộ Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, quận 4. Lửa nhanh chóng lan nhanh sang các nhà kho liền kề và có nguy cơ gây cháy lan, phải di tản tạm thời hàng chục nhà dân xung quanh để đảm bảo an toàn. Chị mới nghe là nổ giống như pháo bông vậy đó. Rồi đó mình đi vừa ra ngoài ngõ là nghe mấy đứa về nó la là cháy ở ngoài cửa rồi cô ơi. Mình đi ra thôi rồi cho thấy là bên đây nó phật rồi. Rồi đó là chỉ bỏ chạy ra ngoài đường thôi chứ cũng chẳng biết sao. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 180 cán bộ chiến sĩ, hơn 30 xe chữa cháy, một tàu chữa cháy của 7 phòng nghiệp vụ chia thành nhiều hướng khác nhau để tiếp cận đám cháy. Đến gần 2 giờ sáng ngày 23 tháng 6, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Đến thời điểm này thì như vậy là chúng ta đã đảm bảo được an toàn cho cán bộ chiến sĩ, an toàn cho các lực lượng tham gia vào để tổ chức chữa cháy. Đó, và tôi xin nhắc lại, đám cháy này không có thiệt hại về người. Mức độ thiệt hại thì chúng tôi đang điều tra để làm rõ. Theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy, khu vực xảy ra cháy phát sinh từ kho số 1, sau đó lan sang 4 kho bên cạnh với tổng diện tích khoảng 5.000 m². Các vật dụng bị cháy chủ yếu là vật liệu xây dựng, tường thạch cao, tấm bạt. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được làm rõ. Thưa quý vị, cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6, đội cảnh sát kinh tế công an quận 6 cho biết vừa kiểm tra và phát hiện một cơ sở chuyên sản xuất dầu mè không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giả nhãn hiệu của những thương hiệu lớn để đưa ra thị trường tiêu thụ. Kiểm tra cơ sở sản xuất trên đường Bà Hôm, quận 6, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 1.000 cây dầu ăn loại 25ml, nhiều vỏ chai, tem nhãn và hàng chục thùng dầu được đựng trong các can nhựa dơ bẩn. Để tiêu thụ được hàng và đánh lừa người tiêu dùng, chủ cơ sở sản xuất còn trang bị máy in và các dụng cụ khác để in lại thông tin mới lên bao bì. Tất cả dụng cụ máy móc tại cơ sở đều đóng cặn, mất vệ sinh, bốc mùi khó chịu. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số hàng trên sau khi sản xuất sẽ được chuyển cho các thương lái để tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Hiện cơ quan công an đã niêm phong toàn bộ lô hàng trên để tiếp tục làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, mua xe máy không rõ nguồn gốc rồi đặt hàng người khác làm giả giấy tờ, biển số xe, sau đó đem đến các tiệm cầm đồ thế chấp kiếm chênh lệch. Đây là thủ đoạn phạm tội của nhóm đối tượng vừa bị công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đấu tranh triệt phá. Từ cuối năm 2016 đến nay, trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và huyện Tuy An xảy ra tình trạng một nhóm đối tượng đem xe mô tô có giá trị cao đến các tiệm cầm đồ thế chấp lấy tiền. Từ đơn thư trình báo của người bị hại, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Tuy Hòa đã xác định thủ phạm của vụ án là Nguyễn Tường Lâm, Đàm Ngọc Chi Nguyên, Đỗ Văn Tạo và Nguyễn Trần Anh Dự cùng trú huyện Sơn Hòa. Các đối tượng khai nhận qua truy cập vào mạng xã hội Facebook, Lâm đăng ký làm thành viên nhóm xe không giấy. Sau đó, Lâm đặt mua xe và các loại giấy tờ giả có liên quan từ các thành viên trong nhóm này. Khi có xe và giấy tờ biển số giả, Lâm đã giao cho ba đối tượng còn lại đem đến các tiệm cầm đồ để thế chấp. Từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 12 vụ. Tổng số tiền lấy được từ các khổ chủ là hơn 200 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng dùng xăng đốt người yêu. Theo đó, nguyên nhân được xác định là do nghi ngờ tình cảm của người yêu, nên tối ngày 19 tháng 6, Huỳnh Đức Ngọc, 30 tuổi, trú quận Thanh Khê, đã dùng dao uy hiếp người yêu mình. Tuy nhiên, khi được mọi người xung quanh can ngăn, Ngọc đã yêu cầu chở người yêu về phòng trọ. Tại đây, đối tượng dùng xăng đổ lên người người yêu rồi châm lửa đốt. Khi thấy còn lửa bốc cháy, Ngọc vội vàng dập lửa chở người yêu đến bệnh viện, rồi sau đó bỏ trốn. Đến ngày 20 tháng 6, đối tượng Ngọc đã bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Chiều 22 tháng 6 đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa một ô tô khách và một ô tô tải do tranh giành vượt trạm thu phí BOT Thiên Tân Thành An, đoạn quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Xe ô tô tải biển kiểm soát 34L5598 do Võ Thành Cang, sinh năm 1977, trú tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển theo hướng Bắc Nam. Khi đến trạm thu phí nói trên thì va chạm với một ô tô khách biển kiểm soát 51B16908 do Trần Công Quân, sinh năm 1972, trú tại tỉnh Hải Dương điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh làm toàn bộ phần kính hông bên trái xe ô tô khách bị vỡ hoàn toàn.
phần đầu xe tải bị móp méo. Dù va chạm không gây thiệt hại về người, nhưng khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn. Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Cảnh báo những nguy hiểm khi phụ huynh sử dụng xe tập đi cho trẻ sẽ là nội dung chính trong tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, mới đây ở Lạng Sơn, một tai nạn thương tâm đã xảy ra với cháu bé 9 tháng tuổi, khiến khuôn mặt bé bị biến dạng vì bỏng. Nguyên nhân là do một phút lơ đễnh của cha mẹ nên bé cùng chiếc xe tập đi đã lao vào bếp lửa. Sự việc này không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn là lời cảnh báo đối với các ông bố, bà mẹ khi vẫn vô tư cho con trẻ chơi xe tập đi một mình. Ngày nay, hầu như các bậc cha mẹ đều chọn mua xe cho con trẻ với mong muốn con được biết đi nhanh hơn, đồng thời giúp người chăm nuôi trẻ đỡ vất vả hơn trong quá trình chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, ít người biết rằng nếu không theo dõi bé thì hậu quả lật xe hay việc bé va chạm với các vật sắc nhọn là rất cao. Thường thường từ mấy đứa lớn là nó cũng mua xe này cho tập đi, nên giờ tôi cũng mua xe này cho nó tập đi cho nó cứng cái chân nó thôi, chứ còn tôi nghĩ là nó sẽ phát triển bình thường. Ngay cả nhân viên bán hàng những mặt hàng này cũng rất nhiệt tình tư vấn về lợi ích của xe tập đi mà không có bất kỳ cảnh báo nào về tính an toàn của loại xe này. Đã có rất nhiều trường hợp người lớn chủ quan sơ ý để con tự chơi với xe tập đi và gây ra rất nhiều hậu quả nặng nề. Vào tháng 4 năm 2016 tại Hà Nội, tai nạn kinh hoàng xảy ra với một bé 6 tháng tuổi. Chỉ một phút lơ đễnh của người bà, chiếc xe tập đi đã bất đà trượt xuống cầu thang, khiến vùng mặt của bé dập mạnh vào các bậc cầu thang, chảy rất nhiều máu. Mới đây nhất, ngày 12 tháng 6 năm 2017, một vụ việc tương tự đã xảy ra tại Lạng Sơn khi một em bé đã lao xe vào phía ánh sáng, tức bếp lửa, khi nhà bị mất điện, khiến khuôn mặt bé biến dạng bị bỏng. Theo khuyến cáo của bác sĩ, các bậc cha mẹ phải theo sát khi để trẻ chơi xe tập đi. Ngoài ra, nên để trẻ tránh các vật dụng cứng sắt, những chỗ dễ trơn trượt, đặc biệt không cho trẻ chơi ở các khu vực gần cầu thang. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2.139 xã vào diện đầu tư của chương trình 1-3 năm. Lâm Đồng xử phạt trên 420 triệu đồng đối với doanh nghiệp xả thải ra môi trường. Bình Dương, xe tải cán chết bé trai đang đạp xe trên quốc lộ 13. Những điểm du lịch miễn phí, lựa chọn của du lịch tiết kiệm.